cũng rất là ok. Là do thuận chứng nhận các bước chỉnh sửa là bỏ âm thanh rè và bạn tất cả các loại cánh chim di cư mới nhất theo mình thôi. Anh em xem qua clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh sang bạn, đồng thời anh em bình luận em ý kiến để kênh phát triển lên. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Bye.
ดับของนิทานฟังเทนOkay.